Kính thưa quý vị khán thính giả của đài SBTN, Lương Vũ đang đứng kế một là cầu thủ kỳ cựu của miền Nam California của chúng ta, đó là anh Mai Thi Thế, và một bên đó là anh bạn trẻ Nguyễn Hoàng Long với biệt danh Hoàng Cô Lì, là người đứng ra đã đồng tổ chức giải Thanh Sinh Viên rất nhiều các đội ở tiểu bang xa về nơi đây. Giải rất thành công trong cơn mưa nặng hạt, phải nói là ngày thứ bảy là thủy chiến chứ không phải là gọi là đá banh bình thường, nhưng giải vẫn là sắp xếp cho các anh em vui chơi. Một lần nữa, Lương Vũ thay mặt SBTN cảm ơn anh Thế và Hoàng Long. Mời anh Thế có vài lời phát biểu. Lời đầu tiên, Mai Thi Thế xin gửi lời chào đến với các khán giả của chương trình bình luận tức cầu SBTN. Và giải này, đây là một giải đấu mà đối với Mai Thi Thế là rất có nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Là tại vì hàng năm vào dịp lễ Thanksgiving thì tất cả mọi người, tất cả các cầu thủ từ mọi nơi và từ nhiều thế hệ sẽ họ đều về với lại Nam Cali. Thì năm nay cũng là do ban trưởng ban tổ chức là anh Trần Vệ và có Nguyễn Hồng Long, anh Đức, anh Khang và một số anh em thượng nguyện, họ rất vất vả. Ngày đầu tiên là dưới cơn mưa nặng hạt thì là sân đã giống như là các cầu thủ phải thi đấu dưới một cái sân mà toàn là nước, thì sân vận động của Madison Park không được thi đấu ngày hôm nay, nhưng mà ban tổ chức vẫn linh động để kiếm được một cái sân chơi để cho mọi người cho một cái giải được thành công tốt đẹp. Thì sẵn ở đây Mai Thi Thế cũng xin cảm ơn chúc tất cả các anh em của ban tổ chức đã cho một trận đấu tốt đẹp, và đặc biệt cảm ơn anh Tiền là người hiện tại bây giờ đang bận với việc tan quyến của người vợ thân yêu của mình, nhưng anh cũng vẫn tiếp tay để giúp cho ban tổ chức có một sân chơi và để cho một cái giải thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và thay mặt các cầu thủ thì cảm ơn đài SCTN và các cơ sở truyền thông báo chí đã giúp đỡ cho giải phong trào của tức cầu của Nam Cali nói riêng và của người Việt sống tại Hà Nội nói chung, lúc nào cũng ủng hộ cho mọi người.